Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta lại cùng nhau đến với triển lãm tỉnh Bắc Ninh. Khai mạc ngày 17 tháng 10, 2020. Tác phẩm đầu tiên trong cuốn video này chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng một tác phẩm đề. Vâng, đây là một cây đề trắng. Chủ nhân rất là công phu. Một cây đề tràn trậu nhưng được đặt trên một cái chậu hình cụ rùa thần kim quy, và bốn cái chân cũng là bốn cụ rùa, thật là đẹp. Mọi tác phẩm khác thì tôi không hay chia sẻ kỹ lắm về cái chậu đâu, nhưng ngay từ mấy phút đầu để chúng ta đi xung quanh tham quan cái chậu trước đã. Vâng, hình ảnh của cái chậu thật tuyệt vời đấy, rất là kỳ công. Dưới mặt nước đang sóng vỗ ào ào, một cụ rùa đang vượt biển, kim quy quá hải, đẹp quá. Biểu tượng là những con sóng. Và một bức tranh hơn là một cái chậu để cây cảnh, quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta chiêm ngưỡng tác phẩm đề đẹp như thế nào. Vốn dĩ cây đề đã tràn chậu, được cái rễ bọc nhiều năm nay rồi. Phía dưới cũng còn một cái chậu nữa. Đó là cổ đề Duy Bảo. Vâng, một cây đề trắng rất là tuyệt vời. Và chúng ta đến tiếp với một số những cái hình ảnh trong buổi triển lãm ngày hôm nay.
Chúng ta đến tiếp với một bóng dáng cây thông. Vâng, một cây thông bản xứ, cây thông Việt Nam. Tôi kiểm tra xem nó là thông hai lá hay là ba lá. Vâng, đây là cây thông hai lá. Cây thông hai lá, màu lá rất là xanh. Vừa rồi tôi có chơi một số cây thông có xuất xứ từ vùng núi Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương. Cũng là những cây thông hai lá. Màu của cây thông hai lá rất là xanh đẹp. Không có thẻ để được biết chủ của cây thông là ai. Đẹp quá. Và chúng ta đến hình ảnh của một cây thiên tuế có tên là Thiên Cổ Trường Tồn của nhà vườn Hùng Siếc. Các bạn đang quan sát một cây cóc. Hình ảnh của một cây cóc rất là đẳng cấp. Cây cóc của ông Đặng Văn Nghiên đến từ An Lão, Hải Phòng. Vâng, mấy anh em chúng tôi đi ngắm, đánh giá, nhìn bóng dáng của cây cóc như là một cái guốc cao gót của phụ nữ. Giống lắm, tuyệt vời đấy. Vâng, và đây là bóng dáng của những cây tùng La Hán xuất xứ từ Nhật Bản. Những tác phẩm tùng La Hán Nhật Bản được đến từ hệ thống vườn tùng La Hán Nhật Bản. Đẹp quá.
Vâng, và còn rất nhiều những cái dòng cây khác của hệ thống vườn tùng La Hán mang đến triển lãm Bắc Ninh. Rất may mắn là tôi đã gặp anh Nguyễn Văn Tý, đại diện cho hệ thống vườn tùng La Hán nhân cái sự kiện của triển lãm Bắc Ninh. Xin chào ông nhé. Vâng, xin chào anh Đỗ Sinh. Vâng, hệ thống vườn tùng La Hán Nhật Bản mình đến tham dự triển lãm Bắc Ninh thì có bao nhiêu tác phẩm tất cả ông? Vâng, hệ thống vườn tùng La Hán của chúng tôi đến tham dự với triển lãm Bắc Ninh. Về với Bắc Ninh là chúng tôi rất là phấn khởi vì thế nên chúng tôi đã có tất cả là đi 6 tác phẩm tầm trung để tham dự. Vâng. Thì trong đó là có 3 cây tùng và một cây vần, một khóm vần tuế và một cây trà, một cây mộc, tức là đều những cây đã thuần ở trên chậu. Vâng. Chúng tôi mang đến triển lãm, chứ còn rất nhiều những cái cây to kích thước lớn, nhưng có cái điều rằng là nó để mang đến để triển lãm về cả một quá trình, cho nên chúng tôi chỉ mang những cây tầm trung thôi. Vâng. Cảm ơn như vậy. Vâng, và tôi xin chia sẻ cái địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Ông chuyển dịch đến đây cho tôi. Vâng, soi cái. Đây là cái địa chỉ của vườn tùng La Hán chúng tôi. Vâng, đây có 4 địa chỉ trong toàn quốc đây để chúng ta liên hệ. Các bạn mà yêu thích dòng tùng La Hán xuất xứ từ Nhật Bản và những cây như hoa trà, hoa mộc, chúng ta liên hệ theo số điện thoại chăm sóc khách hàng. Vâng, tuyệt vời. Ngoài tùng La Hán tôi đã giới thiệu với các bạn này, chúng ta đi đến một cây mộc và cây hoa trà nữa, tiếp xúc trong cái cuốn video này các bạn thưởng thức luôn. Đây là cây hoa trà. Cây hoa trà này màu gì ạ? Hoa trà này nó là hai màu. Vâng. Vâng, một màu trắng và một màu phấn hồng. Trà hai màu. Nó có bùa trên bệ rất là đẹp. Tuyệt vời quá. Vâng, và đây là cây mộc, bóng dáng của một cây mộc rất lớn. Chúng ta qua cái hình ảnh này cũng được biết là mộc Nhật Bản đang được trưng bày tại Việt Nam, tại triển lãm Bắc Ninh. Không biết là cái tình trạng của cây mộc hiện tại bây giờ đã về đến Việt Nam ta bao nhiêu thời gian rồi. Chúng ta cùng giao lưu với ông Tý để được ông chia sẻ, được biết thêm về những cái dòng cây tùng và cây mộc của công trong buổi triển lãm hôm nay. Cây mộc này mình đưa về Việt Nam này lâu chưa ông? Vâng, báo cáo với anh là cây mộc là chúng tôi đã nhập khẩu và về Việt Nam đến nay là hơn 1 năm rồi. Vâng. Thuần dưỡng hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của Việt Nam đã phát triển tốt. Thế cộng với lại cái cây mộc này đặc trưng của nó là riêng cây này cho nó là mộc hoa vàng. À, đấy. Vâng. Cho nên rằng là tuyệt vời quá nhỉ. Tất cả những cây chúng tôi nhập khẩu về là thuần dưỡng để nhân hợp với khí hậu và thổ nhưỡng Việt Nam chúng tôi mới xuất. Vâng. Như vậy là những tác phẩm đến có mặt ở Bắc Ninh ngày hôm nay đều những tác phẩm đã nhập khẩu từ 1 năm trở lên rồi. Với cái thuần chậu, thổ nhưỡng cũng như là khí hậu đối với Việt Nam là không ảnh hưởng gì nữa, đúng không anh? Tuyệt vời đấy. Đã phát triển rất là bình thường, bút ngọn này rồi, là hoa hiếc đã được vài vụ hoa rồi. Vâng. Đỗ Sinh đã giới thiệu với các bạn sản phẩm của hệ thống vườn tùng La Hán Nhật Bản tại Việt Nam với những cái tác phẩm có mặt tại triển lãm Bắc Ninh dịp này. Đến đây tôi xin khép lại cuốn video này để chuyển tiếp những cuốn sau giới thiệu với các bạn, chúng ta cùng nhau tham quan triển lãm Bắc Ninh. Có một cây ở góc, sát góc bên kia nhé, cuối góc. Đi vào trong là cái vào trong xe đi. Nước thì bây giờ phải kiếm.